Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay Xin cho mình một like cũng như bình luận comment mình cảm xúc Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay Hắn vốn là xông về trước, thân hình lập tức lui lại. đậu tên binh mà đạo nhân giấy thả ra đảo mắt một cái liền bị Long Phượng đột nhiên giết ra đánh nát. Theo đó, những lính binh vu yêu kia cũng bị 49 hư ảnh Long Phượng này đụng nát. Lý Trường Thọ nhìn thấy một màn này hơi nhíu mày, theo đó chính là tim gan run dày. Một hư ảnh Long Phượng, tất cả đều là thực lực bán kim tiền. Lại có lực lượng thiên kiếp gia trì. Mỗi một hư ảnh chiến lược chỉ sợ đều có thể sánh ngang với kim tiên như trưởng môn quý vô ưu. Đây mới là khiêu chiến lớn nhất trong kim tiên kiếp của chính mình. Không chỉ như vậy, 365 lôi trụ kia hóa thành cương phong vô hình, ngưng tụ thành biển lửa thiên hỏa, băng huyền vây quanh bốn phường tám hướng. Mà tâm ma đang nổi lên trong đáy lòng thì bị lão đám bà cường tráng dùng loạn chân đạp hết. Thậm chí, những bà lão kia còn bày ra tạo hình khỏe đẹp lúc thì thi đấu thể hình mới có xếp thành một đám chữ lớn. Đạo tâm của thọ do các nàng thủ hộ. Tình hình như vậy, trạng huống như vậy, chính mình muốn trường sinh sao lại khó khăn như thế. Át chủ bài chuẩn bị vào giờ phút này mặc dù có một nửa nhưng vào giờ phút này tác dụng đều đã không được tính quá nhiều. Trong đáy lòng lý trường thọ vô luận thôi diễn thế nào, xác xuất chính mình sống sót cuối cùng đều chỉ có bảy thành bảy sinh ba chết làm tròn lại không phải chính là cửu tử nhất sinh rốt cuộc chính mình không thể tế tuyệt chiêu sao à, gọi đuôi tự nhiên không phải gọi đuôi đó là áo nghĩa trùng cực lý trường thọ nhắm hai mắt biểu tình vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ trong tay vung ra từng đám đạo nhân giấy đạo nhân giấy tiếp tục giải đậu thành binh chuyện này nhìn như uổng công đậu binh lao ra chính là bị long phượng trực tiếp đụng thành cạn bã nhưng vẫn có thể kéo dài một chút xíu thời gian cho Lý Trường Thọ. Điệu Tiên binh phân tán 49 hư ảnh Thương Long, Thần Phượng, thân hình Lý Trường Thọ dần bị vây quanh. Đây tuyệt đối không phải thiên kiếp, hắn có thể ngăn cản. Vân Tiêu vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng thúc giục, "Huyền Đô Sư Vinh, khi nào chúng ta ra tay?" "Chờ chút." Huyền Đô hơi nhíu mày, hắn còn chưa kêu cứu. Hai Bích tiêu bên cạnh vội la lên Nếu như kêu cứu liền không còn kịp nữa rồi Vì đệ tử này nhân giáo còn chưa hài lòng sao 6 bảy tám lượt khiến thiên kiếp trước đó Coi như là kim tiên đến Cũng phải đều phải hóa thành cạn bã Quỳnh tiêu lại nói Đừng nóng vội Thiên kiếp cũng là cơ duyên Lực lượng thiên kiếp cũng gánh chịu lực lượng đại đạo Hắn có thể chống đỡ nhiều hơn chút ít Chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều thêm Bích tiêu không nhịn được trừng trắng mắt Chẳng lẽ còn muốn bước lên trời hóa thành đại la sao? Đại Pháp Sư cười khẽ. Loại sự tình này ai có thể nói chuẩn? Bên này vừa dứt lời, 49 hư ảnh Long Phượng bên kia gần như đồng thời đánh nát đậu tiên binh truy đuổi. Bọn chúng thay đổi thân hình, từng hư ảnh cao thét, gầm thét cùng nhau xông về phía Lý Trường Thọ đứng trên không trung. Lý Trường Thọ vẫn luôn lầm bầm tính toán gì đó, đột nhiên mở hai mắt, trong miệng niệm xong 49 chính là quát nhẹ một tiếng, lạc. Sấm sét màu tím nở rộ đầy trời như là thác nước đánh về lý trường thọ ở phía dưới. Đúng vào lúc này, hư ảnh long vượng, thiên lôi thiên hỏa, băng huyền cương phong từ bốn mặt bát phương trên trời dưới đất đồng thời giết tới, muốn nhiên xương lý trường thọ thành cho. Tiên lực toàn thân lý trường thọ phun trào nhưng không thi triển bất luận thần thông ngăn cản nào. Hắn dùng tay trái nâng tay phải, tay phải nổi lên kiếm chỉ trong miệng nhanh chóng niệm chú pháp xuất hiện chẳng qua là âm thanh ong ong thanh mộc dẫn dương lôi huyền thiên chấn đạo hoa ổn đạo có chân nhĩ tên gọi là độn pháp quanh người lý trường thọ phun ra một luồng sấm sét màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây từ đuôi đến đầu luồng sấm sét này nghênh đón lôi quang đầy trời đổ xuống mà lý trường thọ thì bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa trực tiếp hòa vào sấm sét Mộc độn trong ngũ hành độn pháp, cửu tiên độn đôi quyết bản nâng cấp. Thuật pháp hắn an hiểu nhất, thủ đoạn mạnh nhất không phải các loại thần thông, không phải các loại trận pháp độc đan, không phải giải độc thành binh, càng không phải cắt giấy thành người, mà là 23 môn độn pháp hắn hao phí vô số tinh lực mới tu luyện được. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, Lý Trường Thọ đã theo sấm xét chính mình thả ra vào tới không trung, bỏ lại những hư ảnh long phượng kia ở đằng sau, đồng thời vượt qua thế công của Long Phượng, băng hỏa. Hắn biết chính mình chỉ có một cơ hội này. Thiên kiếp sẽ nhanh chóng sinh ra cảm ứng, kế tiếp sẽ áp chế hắn ở tại chỗ này điên cuồng ma sát. Cơ hội chính mình có thể thi triển độn pháp chỉ có lần này. Trong tích tắc này, coi như là đại pháp sư cùng với vân tiêu tiên tử cũng không biết rõ lý trường thọ muốn làm gì. Lý trường thọ theo sấm xét vọt lên trời, sấm xét này không có uy lực gì, sau khi tiếp xúc đến thần lôi màu tím liền trực tiếp tiêu tán nhưng thân hình lý trường thọ vẫn bay lên thân ảnh lóe lên trước mặt lôi hải một lần nữa biến mất không thấy gì mấy người quan sát thiên kiếp đồng thời nhíu mày ngưng thần quỳnh tiêu đột nhiên hô ở phía trên hắn đi vào bên trong lôi quang thiên kiếp bích tiêu cũng là kinh ngạc kêu lên hắn độn vào thiên kiếp hắn đúng là độn vào thiên kiếp ở bên trong sấm sét màu tím, Lý Trường Thọ hóa thành một điểm sáng, tùy ý ngao du trong đôi kiếp thừa nhận lực lượng thiên kiếp mãnh liệt. Những hư ảnh long phượng khóa chặt hắn ở phía dưới và giờ phút này tụ thành một đoàn, một đầu lại một đầu, cấp tốc đụng vào lôi hải màu tím. Thiên kiếp trước đây hóa thành hai cỗ lực lượng, lúc này đang va chạm chính diện, mà những hư ảnh long phượng kia bị lôi quang thiên kiếp trực tiếp đánh tan. Thương Long không cam lòng gầm thét, thần phượng dầm dĩ phẫn nộ lên tiếng. Cuối cùng chẳng qua đều hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, bị lôi kiếp đập xuống từ trên không trung xé nát. Giống như tình cảnh những hư ảnh long phượng này lúc ra sân xé nát binh đính yêu vu. Vào thời khắc này, Lý Trường Thọ cũng không chịu nổi. Hai cỗ lực lượng thiên kiếp tuyệt cường vọt tới, giao thoa trước sau đánh vào trên người Lý Trường Thọ đang thi triển độ pháp một tổ thiên uy buông xuống đặt trên người Lý Trường Thọ, bức Lý Trường Thọ từ bên thiên đôi ra. Lý Trường Thọ hiện ra bản thể, phun ra một ngụm máu tươi, vận chuyển tiên lực, nguyên thần toàn thân chống cự lại uy áp thiên địa. Hắn giải phóng tâm thần, nhanh đón lực lượng lôi hỏa phong băng, cắn răng gắn gượng bên trong thiên kiếp. Cũng chỉ có thể gắn gượng. Vào giờ phút này, những hư ảnh long vượng uy hiếp lớn nhất kia đã bị lôi kiếp đánh tan, không cần cửu truyền kim đan chống đỡ xác suất thành công đã tiếp cận chín thành rưỡi mà cửu truyền kim đan đang trong miệng chính mình không chịu được được liền cắn nát nhưng lý trường thọ còn chưa dám nói một câu ổn tâm thần không có một chút buông lỏng nào cho dù tâm ma không chịu nổi một kích của đám lão bà lý trường thọ cũng cho đầy đủ sự tôn trọng sấm sách khi đội kiếp là không thể độn sao có thể độn chỉ là yêu cầu với độn pháp vô cùng hà khắc thời cơ thi triển độn pháp cần tính toán tinh diệu, cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất chỉ ở trong chốc lát kia. Căn cứ vào sự tổng kết quy nạp của Lý Trường Thọ phát hiện ra sấm xét thiên kiếp thế nhưng là do lực lượng thiên kiếp hiển hóa. Lực lượng thiên kiếp này là đau khổ đối với luyện khí sĩ cũng cho luyện khí sĩ cơ duyên. Nhưng lực lượng thiên kiếp hóa thành sấm xét cho luyện khí sĩ chẳng qua là sát thương. Cân nhắc từ góc độ này, nếu như vào lúc thiên kiếp rơi xuống thi triển độn pháp xông vào được kiếp lôi thứ phải chịu không phải cũng chỉ là lực lượng thiên kiếp thuần túy lý trường thọ suy tính đủ kiểu không ngừng nghiệm chứng cuối cùng kết luận ra đây cũng là một lỗ thủng trong hệ thống thiên kiếp nếu như lợi dụng hẳn sẽ bị thiên đạo cấp tốc phát hiện ra đánh ra sấm sét bên trong Hôm nay trong lúc độ kiếp, Lý Trường Thọ vào lúc nghênh đón đạo lôi kiếp thứ 6 liền nghĩ đến dùng phương pháp này để tránh né một đợt binh lính thiên kiếp vì lý do ổn thỏa vẫn luôn đến điểm cuối cùng mới dừng. Ừ, trợ giúp thiên đạo hoàn thiện thiên kiếp, Lý Trường Thọ Hắn là đệ tử đạo môn ưu tú, nghĩa bất dung từ. Lại một lát sau, ánh vàng trên người Lý Trường Thọ phun trào, đạo vận khí tức cấp tốc kéo lên, lực lượng thiên kiếp lại dần dần biến mất. Kim tiên kiếp này, đại khái, ổn, ừ. không thể nói loạn, đến một khắc cuối cùng lại nói. Đạo thiên kiếp cuối cùng kéo dài dòng giã nửa canh giờ. Thiên kiếp mang theo vài phần phát huy thất thường, không cam lòng sau cùng. Hận không thể gạt ra một chút lực lượng thiên kiếp cuối cùng, đạp ngẽ cả độ kiếp dám can đảm trốn vào trong thiên kiếp kia. Nhưng một giọt cuối cùng cũng không còn. Lý Trường Thọ xếp bằng trên không trung hồ dung nham, tiên quang nồng đậm tràn quanh đầy người. Nguyên thần và đạo thể của hắn bảo trì cùng một tư thế, vào giờ phút này đã bị ánh vàng thấm đầy hiển lộ đạo vận huyền diệu. So sánh với nhau, đinh ba hải thần nho nhỏ ở một bên kia, bảo khí thần quyền hải thần cũng đều là tỏ ra ảm đạm hơn rất nhiều. Độ kiếp trở thành trường sinh là lý trưởng thọ thăng hoa trên tiên đạo cùng với không quá nhiều liên quan với thần đạo. Hư ảnh ba đóa thập nhị phẩm thanh điên kia hiện ra từ ngục, bụng dưới và chán, chậm rãi phiêu động ra phía sau hắn, hội tụ trên đỉnh đầu hắn, nở rộ, xoay chậm chậm. Trong đáy lòng lý trường thọ một mảng sáng tỏ, đạo bản thân hóa thành vô hình không ngừng kéo dài tới giữa thiên địa. Giống như trong thiên điện này có một vách tường, từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu cái tên lưu ở bên trên. Lý Trường Thọ vào lúc này cũng khắc tên của chính mình lên. Trên nhược lại có khí tức năm màu quấn quanh, hóa thành khí tức ngũ hành thuần túy, quy về các nơi trên đạo thể của Lý Trường Thọ, làm cho đạo thể và nguyên thần của Lý Trường Thọ tương dung hoàn mỹ. Tam hòa tụ đỉnh, ngũ khí quy nguyên, đây chính là cảnh giới kim tiên. Đạo thể nhẹ nhàng trống rỗng như muốn theo gió mà đi, nguyên thần giống như tiên ngọc điêu khắc mà thành. Tiên thức chậm rãi trải rộng ra, đã có thể dò xét ra ngoài vạn dặm. Thiên địa gần với ta, vạn vật trọng sinh với ta. Mệnh số không trói buộc ta, đại đạo cộng minh với ta. Từ đó nhảy ra khỏi luân hồi, nhân thư vô thử tính sanh. Âm dương ngũ hành cùng sinh, tự tại, hoàn hư thái thanh, trong đáy lòng Lý Trường Thọ yên bình một hồi, thậm chí có chút cảm động, chóp mũi cũng có chút chùa xót Rốt cục cũng thành kim tiên. Mặc dù tại Hồng Hoang còn chưa có năng lực để tự bảo vệ chính mình, càng không có pháp bảo lợi hại gì hộ thân, chỉ có thể có chút thần thông pháp thuật, có thể để cho chính mình ứng đối một chút chiến đấu không phức tạp. Nhưng hắn đã có trường sinh đào quả, có tư cách chính thức trở thành pháp bảo người của thánh nhân lão gia. Lại hơi cố gắng một chút, tìm một tóc trốn đi như thế nào cũng có thể sống sót. Thành tiên là sâu kiến cắm cánh lên. Trường sinh nghĩa là cuối cùng có hình dáng con người, xem như là cao thủ tam lưu ở hồng hoang. Đi lên con đường này thực sự không dễ dàng chút nào. Mỗi ngày lo lắng bị thánh nhân phương Tây nghiền chết, lo lắng cho chính mình bị cuốn vào lượng kiếp. Cũng vì thế mà phấn đấu quên mình chủ tính, tính toán, ôm chắc đùi nhân giáo. Không có nhiều điều để nói, cho nên hắn rất cảm động. Lý trưởng thọ phun cửu truyền kim đan trong miệng ra nhưng ngẫm lại lại nuốt xuống. Không kịp, chờ chút. Nếu như lần này thực sự không dùng, có thể để dành cho Linh Nga dùng lúc độ kiếp thành tiên. Phải cố gắng tiết kiệm. Luyện khí sĩ bắt đầu học đạo trước khi thành tiên tìm đạo của chính mình. Sau khi thành tiên đạp lên đạo của chính mình, lúc cảnh giới thiên tiên viên mãn, đạo quả của bản thân đã thành thục, nghênh đón kiểm nghiệm của thiên đạo. Vượt qua kim tiên kiếp, liền chứng minh đạo này có thể tồn tại giữa thiên địa, mà luyện khí sĩ liền có thể dựa vào đạo bản thân trường sinh bất lão. Nhập hồng hoang, bái sư môn, tu vô vi, quá rõ ràng. Trong đáy lòng lý trường thọ nổi lên một vài hình ảnh, chính mình vào trước khi tiến vào hồng hoang, những ký ức mang theo bên trong chân linh kia, vào lúc này cũng dần trở nên rõ ràng. Rất nhiều sự tình hắn đã quên, trải qua sự chiếu rọi của đại đạo, rơi vào trong đáy lòng. Cảm hộ trong đáy lòng chậm rãi dâng lên, cánh cửa của tất cả những điều kỳ diệu đã mở ra với Lý Trường Thọ lại lộ ra một khe hở trước mắt của hắn. Tiếp theo, chỉ cần thúc đẩy, chính mình liền có thể phi thăng như sau khi thành tiên, và lúc khi thành tựu kim tiên lại phóng ra một bước nhỏ về phía trước. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ vẫn chưa sốt ruột đẩy cửa vào, hắn đang chờ kiếp vân vỡ nát hóa thành vô tận linh khí trong không trung kia đang tụ về lý trường thọ nguyên thần nho nhỏ há miệng hút vào những linh khí thuần túy này rót vào bên trong đạo thể của lý trường thọ treo chống quá trình thuế biến tiếp theo đúng vào lúc này phạm vi ngàn dặm cũng đều bị hào quang bao phủ mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống từ trên bầu trời phạm là sinh đinh bị mưa ánh sáng dính vào những sinh linh bị bệnh được chữa khỏi và những sinh linh sắp chết đều tràn đầy sức sống Bên trong mưa ánh sáng màu vàng có từng thân ảnh tiên tử, lão ông, thiên tướng hiển hóa, tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Lão ông thì đi về phía trước ăn mừng, thiên tướng diễn luyện chiến trận trong không trung. Ngoài ra còn có tiên hạc thể hiện sự tốt lành và một số vượng hoàng và rồng bạc đầu đang không ngừng vần quanh trên bầu trời. Một đóa khánh vân chậm rãi nâng lý trường thọ bay lên trên không trung lại có bảo tháp hoa sen chậm rãi rơi xuống giống như đang đội vương miện cho lý trường thọ nhưng lý trường thọ vẫn còn đang chờ vẫn chưa sốt ruột đẩy ra cánh cửa lớn kia tiến vào cảnh giới ngộ đạo hắn cũng không phải là sợ sau khi chính mình rơi vào cảnh giới ngộ đạo sẽ có nguy hiểm gì đại pháp sư đang ở ngay một chỗ cách đó không xa hắn đang chờ chờ đến rồi một đoá mây xám trống rỗng xuất hiện xâm nhập vào bên trong dị tượng ép về phía Lý Trường Thọ lơ lửng tại độ cao ngàn trượng. Phía trên đám mây xám ngưng tụ ra một khuôn mặt lão giả hư vô một lần nữa đối mặt cùng Lý Trường Thọ. Dị tượng trong thiên địa còn đang kéo dài nhưng Lý Trường Thọ lại không nhịn được có chút lo lắng trong đáy lòng cân nhắc chính mình nên nói những gì. Ngoài trăm dặm, đoàn quan sát độ kiếp đều đã đứng dậy. Bọn họ vốn định đi về phía trước chúc mừng Lý Trường Thọ lại nhìn thấy đám mây xám này hiện thân tất cả đều dừng lại. Vẫn còn thiên kiếp. Quỳnh Tiêu nhíu mày hỏi một câu. Để cho vị đệ tử này trường sinh, thiên đạo cảm thấy khó xử như vậy sao? Vân Tiêu khiển trách. Không được nhiều lời, đây chính là cơ duyên của hải thần đạo hữu. Huyền đô đại pháp sư nâng thái cực đồ, bấm tay suy tính, rất nhanh điền cười. Không sao, đây bởi vì trường thọ tu hành tiến dài quá nhanh, không hợp với lẽ thường của thiên đạo, cho nên hạ xuống thiên phạt. Thiên phạt như vậy là để tăng cường địch luyện cho hắn, cũng sẽ không tổn thương đến tính mạng của hắn. Huyền đô đại pháp sư vừa dứt lời, khuôn mặt lão giả phía trên mây sám kia tiêu tán, một đạo thần lôi màu tím rơi xuống từ trên trời. Thành quang lấp lóe quanh người Lý Trường Thọ, ngưng tụ thành một chén ánh sáng, trực tiếp vận dụng tiên lực cảnh giới kim tiên vừa thăng hoa. Nhưng thần lôi kia rơi xuống không phá dị tượng đầy trời, bỏ qua phòng hộ tiên lực của Lý Trường Thọ, trực tiếp bổ vào ngực Lý Trường Thọ, đánh cho hắn chóc thịt ra bong, trên nhược xuất hiện một vết thương đáng sợ. Nhưng thương thế như vậy cũng không được tính là nghiêm trọng, nguyên thần của Lý Trường Thọ vẫn bình yên vô sự. À cảm tạ thiên đạo hàng trách phạt. Lý Trường Thọ cao giọng la lên, thân hình lào đảo muốn nhã, lại kiên trì vái chào Hoàn mỹ thiếu đi khâu thiên phạt sau cùng, chính mình luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Đến lúc này, Lý Trường Thọ mới an tâm. À, vì sao mây sám còn chưa tiêu tán? Chẳng lẽ lần này muốn bổ chính mình hai lần? Nhìn thấy một màn này, nghe đến đây, sắc mặt của Đại Pháp Sư cùng với Tam Tiêu không giống nhau. Đại Pháp Sư cùng với Vân Tiêu đều làm mỉm cười gật đầu. Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu ở bên cạnh thì nghi hoặc không hiểu Lý Trường Thọ ở bên kia lại có một đạo thần lôi thiên phạt rơi xuống, đánh cho Lý Trường Thọ phun máu ba lần, quy gối xuống tại không trung. Cả tạ thiên đạo hàng trách phạt. Lý Trường Thọ cao giọng la lên, sau đó để nhíu mày nhìn chăm chú mây xám trên không trung. Đều đã bổ hai đạo, sao còn chưa tiêu tan. Mà ôm nghi hoặc như vậy, Đại Pháp Sư vận dụng uy năng thái cực độ bấm ngón tay suy tính, rất nhanh điện nói, đây là phạt hắn trước khi độ kiếp trốn vào thiên kiếp vân tiêu nhẹ nhàng gật đầu lại hỏi như vậy vì sao thiên phạt còn chưa tiêu tan ừ đại pháp sư trầm ngâm đôi chút lại suy tính một hồi nói thiên cơ biểu lộ ra là phải phạt hắn trước đây trảm đạo cảnh chín lần vi phạm thiên mệnh giống như còn không chỉ ba đạo ngoài trăm dặm đạo thần lôi thiên phạt thứ ba bổ xuống lần này trực tiếp đánh bay lý trưởng thọ trên khánh vân đánh cho Lý Trường Thọ toàn thân run rẩy. Đám mây xám kia còn chưa tiêu tan. Đại pháp sư cùng với Vân Tiêu Liếc nhìn nhau, hai người hóa thành hai đoàn lưu quang trong nháy mắt, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hai bên trái phải Lý Trường Thọ. Mà lúc này, Lý Trường Thọ tản đi tiên lực xung quanh cửu chuyển kim đan trong miệng, cửu chuyển kim đan nhẹ nhàng rung động, hóa thành từng tia ánh sáng vàng chui vào cơ thể của Lý Trường Thọ. Ăn liên tục ba đạo thiên phạt, Lý Trường Thọ đã là ý thức mơ hồ. Lúc này, hắn cảm nhận được khí tức của Đại Pháp Sư cùng với Vân Tiêu Tiên Tử. Trong đáy lòng không hiểu ra sao an ổn hơn chút, trong miệng vẫn không quên nói một câu. Đà tạ thiên đạo lão ra. Trong lúc cấp bách đến bổ. Biểu tình của Vân Tiêu vốn đang nghiêm túc, nghe vậy không nhịn được bật cười. Đại Pháp Sư bên cạnh cũng là lấy tay đỡ chán. Tiếp theo Vân Tiêu cùng với Đại Pháp Sư đồng thời ra tay, Kim đấu trong tay Vân Tiêu nhất chuyển, hóa thành cao hơn nửa trượng, trực tiếp hút Lý Trường Thọ vào bên trong. Mà đại pháp sư múa tay áo dài, một tổ hư ảnh thái cực đồ che chắn phía trên hỗn nguyên kim đấu. Nhưng làm cho Vân Tiêu cùng đại pháp sư trở tay không kịp chính là, phía trên vân kiếp khẽ run lên, trực tiếp biến mất không thấy tăm tích. Bên trong hỗn nguyên kim đấu truyền ra tiếng vang răng rắc đã thấy bên trong hỗn nguyên kim đấu một đám mây xám nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu lý trường thọ bộc phát thần lôi thiên phạt đối với lý trường thọ một lần nữa ây đại pháp sư cùng với vân tiêu quay mặt nhìn nhau hai người đều không phải là nhân vật tầm thường tự nhiên biết đây là ý gì thiên phạt này là không thể ngăn cũng vốn dĩ không ngăn được huyền đô sư huynh không kịp hắn đã dùng cửu chuyển kim đan lực lượng thiên phạt này cũng không được tính là quá nồng nặc không có cách nào diệt thần hồn của hắn, chẳng qua chỉ làm hắn trọng thương. Vân Thiêu cau mày hỏi, tại sao như thế? Huyền đô đại pháp sư trầm ngâm đôi chút, lần này trực tiếp ngồi xếp bằng hai tay cấp tốc bóng pháp ấn, sau đó một tay để trên hỗn nguyên kim đấu, một tay bấm tay suy tính. Mà phía sau huyền đô đại pháp sư, một bức thái cực đồ đen trắng đường kính ba thức hiện ra. Lần này huyền đô cảm nhận được một tia thiên cơ hơi khác thường, sau khi cẩn thận thể hội đáy lòng liền xuất hiện một chút tin tức lại nhìn tình hình bên trong hỗn Nguyên kim đấu lúc này lý trường thọ nguyên bản đang hôn mê bị thiên phạt bổ ôm đầu nhảy loạn dựa vào cựu chuyện kim đan không ngừng khôi phục thương thế lại không ngừng bị thiên đạo chế tạo thương thế huyền đô đại pháp sư ngẹo đầu trong đáy lòng nổi lên hình ảnh như vậy ở trên đá kiếp vân phẳng phẳng phất như có một lão đạo nổi giận đùng thùng Vung ra sấm sét đối với lý trưởng thọ phía dưới Mỗi khi quăng một lần còn nói một câu Độ hay không độ Ta hỏi người có độ hay không độ Có 9 thành 8 nắm chắc độ kiếp sau người không đợi nắm chắc 100% Rồi trực tiếp độ kiếp thành đại là Ta chiều người có phải là quá rồi không Tưởng tượng hoàn toàn là tưởng tượng Ây hey, Huyền đô đại pháp sư co quắp khóe miệng một trận Trên trán treo đầy vạch đen Vân tiêu vội hỏi Huyền đô sư huynh Chuyện gì đang xảy ra vậy? À, chuyện này... Đại Pháp Sư trầm ngâm đôi chút. Thiên cơ không thể tiết lộ. Kiều truyền Kim Đan đã được sử dụng. Lý Trường Thọ thực sự không hiểu. Chính mình cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Thiên đạo lão gia vì sao bỏ hắn dòng giá 12 đạo thần lôi thiên phạt. Cũng may có một viên trụ truyền Kim Đan bảo hộ mệnh. Lại có hỗn nguyên kim đấu cấp tốc ổn định thương thế cho chính mình, khôi phục nguyên khí, nếu không mình thực sự có khả năng trở thành kim tiên đoạn mệnh nhất trong lịch sử Hồng Hoang. Hồng Hoang thực quá hung hiểm. Vốn dĩ sau khi độ kiếp, hắn đã nhiều lần cảnh báo mình không thể tự cao, không thể bành trướng, khiêm tốn một chút, cảnh giới kim tiên ở trong Hồng Hoang chẳng qua chỉ là trung bình. Lực lượng kiếp phong thần ngay phía trước, nếu như không có biến số gì, cao thủ như Triệu Đại Sa, Tam Tiêu cũng đều chạy không thoát. Nhưng mà Lý Trường Thọ làm công tác tư tưởng như vậy vốn dĩ là không có ý nghĩa. Vừa mới độ kim tiên kiếp, đảo mắt liền bị thiên đạo lão ra dạy cách làm người. Mỗi lần thần lôi thiên phạt quất xuống, mập mé ở giữa bờ vực sinh tử mấy lần, mới biết chính mình vẫn nhỏ bé như vậy. Trường sinh cũng chỉ là nắm một hạt cát trong tay, nắm cát không chặt, liền không có. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở bên trong hỗn nguyên kim đấu của Vân Tiêu Nương Nương thực là thoải mái. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, kiểm tra thương thế của chính mình. Dược lực cường hãn của cửu truyền kim đan vẫn còn đang kéo dài. Thương thế không cần phải để ý cũng liền có thể khôi phục. Đạo cơ không hao tổn gì, đạo quả không việc gì. Chỉ là đau. Bất kể thế nào, tóm lại đã vượt qua được kim tiên kiếp này. Bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Sau đó có thể chậm rãi ngộ đạo, dồn tinh lực vào các phương diện trung đức, đan đạo, linh bảo, độn pháp tăng cường toàn diện thực lực của chính mình cùng với năng lực bảo vệ tính mạng. Hiện tại ngược lại có thể nói một câu cảnh giới Kim Tiên ổn. Lý Trường Thọ ngưng thần tĩnh tâm, đẩy ra cánh cửa kỳ diệu kia, dậm chân đi vào bên trong. Tất nhiên, vào trước đó, Lý Trường Thọ thông qua đạo nhân giấy viết sự tình chính mình muốn bế quan đại khái 12 năm đặt vào giấy, đặt trong phủ đệ tại thiên cung của chính mình cùng với giới chân tượng thần nhau ất tại miếu hải thần cũng báo cho thiên tướng canh giữ ở phủ đệ dùng thần niệm gọi nhau ất một tiếng lúc tiến vào cảnh giới huyền diệu thành tiên kiếp trên vượt xa cảnh giới phạm vi lớn được xưng là phi thăng lúc kim tiên kiếp coi như lại tiến vào cánh cửa huyền diệu muốn phi thăng lại là rất không có khả năng kim tiên cửu phẩm viên mãn liền có thể xưng là đại la kim tiên đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, cũng là một cấp độ sinh mệnh mới tinh. Lý Trường Thọ cũng không biết chính mình có thể tiến đến bao nhiêu bước, hắn cũng không vội vàng. Thận trọng một chút, lần này chính là củng cố cảnh giới, không phải là tấn thăng. Trong lúc Lý Trần Thọ bắt đầu dưỡng thương bế quan ở bên trong hỗn nguyên kim đống, tại thiên đình, ở bên trong lăng tiêu bảo điện, Đông Mộc Công trình một phần tấu biểu lên đài cao cười. bệ hạ ấn theo yêu cầu của ngài đã chỉnh đi tốt các loại phúc lợi chính thần thiên đình. Chắc hẳn đối với long tộc mà nói cũng có lực hấp dẫn lớn lao. Thanh niên áo trắng cúi đầu nhìn ra ngoài một hồi, rất nhanh liền cười nói. Ừ, không sai, nhớ rõ nói cho trường canh ái khai biết nội dung của phần tấu biểu này. À, lão thần lĩnh mệnh. Đúng rồi Mộc Công. Thanh niên áo trắng nhìn điều thứ 18 trong tấu biểu cười, Người đoán xem tu vi cảnh giới của trường canh ái khanh là thế nào? Đông Mộc Công trầm ngâm đôi chút nói, à, Lão Thần chỉ từng gặp hóa thân của Hải Thần, quả thực không nhìn thấu, nhưng ít nhất cũng là phía trên Kim Tiên, cảnh giới Đại La cũng có khả năng. Này nội dung ở trong tấu biểu đối với hắn hẳn là cũng được mà không có cũng không sao, trước đây Lão Thần cũng không nói thêm với hắn. Ta cũng cảm thấy như vậy, những phúc lợi chính thần này ý nghĩa với trường canh ái khanh cũng không lớn. Thanh niên áo trắng chậm rãi gật đầu, ánh mắt rời khỏi tấu biểu, tiếp tục nói một chút dâu ria với đông mộc công. Bên trong tấu biểu kia có viết, điều thứ 18, nếu như chính thần thiên đình có thể miễn thành tiên kiếp, lúc độ kim tiên kiếp chỉ cần cầm bảo khí thần quyền thiên đạo trong tay, có thể miễn một lượt thiên kiếp. Tu đạo chính là trôi qua nhanh như vậy, khép mắt lại mở ra, mấy năm đã trôi qua. Lý Trường Thọ nói muốn bế quan 12 năm cũng không phải là tùy ý nói. Khó có thể ở trong trạng thái phi thăng quá lâu, đó dù sao cũng là trực tiếp tiếp xúc với đại đạo, là cơ duyên luyện khí sĩ khó có được nhất. Lý Trường Thọ dự tính chính mình nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3-4 năm. Đây đã là vô cùng khó có được. Nhưng mà làm cho Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là tích lũy của hắn trước khi độ kiếp lần này xác thực đủ dày. Trạng thái phi thăng, dòng giá kéo dài 7 năm. năm thứ nhất bế quan liền đạt được mong muốn của chính mình từ cảnh giới kim tiên nhất phẩm bước vào nhị phẩm sau đó lại rơi vào trong ngộ đạo thật lâu cũng không thể thoát ra như thế nào là đạo điều này tất nhiên không thể giải thích đơn giản bằng bốn chữ quy luật tự nhiên lý trường thọ đến lúc này cần ngộ ra nhất ngược lại chính là vấn đề đơn giản nhất này may mắn thay hắn cũng không phải là không có đầu mối đạo thừa thánh nhân chiếm thế ưu thế ở trên tông pháp tu hành sau khi cảnh giới Kim Tiên hoàn toàn có thể hiện ra rõ ràng đường đi phía trước, Thái Thanh Đại Đạo chỉ rõ cho hắn. Ngoài ra Lý Trường Thọ có thể thông qua những phương pháp khác, nói bóng nói gió, luận chứng bên cạnh. Lý Trường Thọ đối với một ít khoa học lý luận tiếp trước cũng có chút ấn tượng mơ hồ, chẳng hạn như một số hạt không thể quan sát trực tiếp và các tương tác giữa các hạt cũng có thể quan sát khác. Loại ý nghĩ này kỳ thực có thể dùng ở trên ngộ đạo, Lý Trường Thọ cũng không biết vào giờ phút này bên ngoài hỗn nguyên kim đấu xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn có thể thông qua nguyên thần bảo trì liên hệ nhất định cùng với đạo nhân giấy của chính mình. Tiểu Quỳnh Phong không có chuyện gì, đạo nhân giấy trốn bên người sư muội và sư phụ chính mình không có dị dạng. Thẻ bài chính mình viết tờ giấy lưu lại, hẳn đã thuận lợi được đông mộc công cùng với ngạo ất nhìn thấy, thiên đình long cung đều không có quấy giấy chính mình tu hành. Nhưng bế quan tàng lâu, khả năng biến số xuất hiện bên ngoài cũng điền càng lớn. Kỳ hạn 12 năm mà Lý Trường Thọ tự đặt ra cho chính mình đương nhiên là không thể chậm trễ. Thời gian 9 năm vội vàng trôi qua, Lý Trường Thọ đã tiếp nạp tất cả những cảm ngộ sau khi đột phá kim tiên kiếp, đạo cơ, vô cực, kết đạo quả, thực sự có thể nói là vô cùng phong phú. Hắn cũng cảm thấy không tiện, luôn ăn ngủ nghỉ miễn phí bên trong pháp bảo của Vân Tiêu Tiên Tử, Mặc dù ở lại chỗ này an tâm thoải mái dễ chịu nhưng dù sao cũng không phải kế lâu dài. Thế là hắn bắt đầu lĩnh hội công pháp quy tức bình khí quyết phiên bản cải tiến kim tiên tự nghĩ ra. Luôn là phiên bản cải tiến, phiên bản cải tiến kêu ít tên cũng có chút không thỏa đáng. Lý trưởng Thọ vì che giấu khí tức tu vi đã cải tiến công pháp quy tức bình khí quyết trên phạm vi lớn cũng sửa lại cái tên cho nó, kim quy bình khí quyết. Ừ, trọng điểm là hai chữ bình khí sau khi bước vào cảnh giới kim tiên muốn thay đổi công pháp như vậy cũng không dễ dàng bởi vì môn công pháp này nguyên bản đã hết sức xuất sắc vào lúc hắn còn ở cảnh giới thiên tiên đã có thể giấu được sự dò xét của kim tiên phổ thông nhưng dưới sự tập trung cố gắng suy tư của lý trường thọ lại mở ra mấy cái ý nghĩ để môn công pháp này về phía trước một bước dài một lần nữa nguyên lý quy quyết của bản tiên thiên chẳng qua là từ đạo thể và nguyên thần của chính mình mô phỏng ra khí thức dao động khác biệt, từ đó đạt tới hiệu quả mê hoặc địch nhân và đội bạn. Nhưng đối với cao thủ như Vân Tiêu Tiên Tử, chỉ cần một chút là có thể nhìn thấu một chút ngụy trang chỉ giống như đồ thủy tinh mờ. Mặc dù trông có vẻ mơ hồ nhưng vẫn có thể biết đại khái trong nháy mắt. Bây giờ, Lý Trường Thọ bắt đầu từ đạo dựa vào cảm ngộ sâu sắc với đại đạo cảnh giới kim tiên ẩn dấu đạo của chính mình bằng tất cả sức mạnh của mình về phần hiệu quả thế nào, Lý Trường Thọ rời khỏi hỗn nguyên kim đấu, hỏi Vân Tiêu tiền bối một chút, liền có thể biết được. Nội tình là như thế nào? Che giấu được gọi là nội tình, bại lộ trong mắt người khác có thể gọi là sơ yếu lý địch. Ở một nơi đầy giấy nguy hiểm và cơ hội như hồng hoang, nếu mọi người biết cái nội tình của mình, vậy thì quả thực là cách cái chết không xa. Tất nhiên, trên cơ sở này, Lý Trường Thọ còn muốn bảo lưu đủ nhiều ác chủ bài dùng để ứng đối với thế cục phức tạp hơn sau này. Nói tóm lại năng lực tự vệ của Lý Trường Thọ hiện nay xác thực đã tăng lên một mảng lớn. Ừ, tỷ lệ sống sót lúc đối mặt với thánh nhân hoặc đại năng từ một phần ngàn tăng đến cấp độ một phần trăm, đúng là một lần bay vọt về chất. Bảy năm phi thăng, hai năm tổng kết, ba năm còn lại Lý Trường Thọ một lòng tập trung vào kim quy bình khí quyết cũng thừa dịp thời gian sau cùng tăng cường hai môn đột pháp. Giống như đôi đột là đột pháp lập được cái đại công khi độ kiếp, tính phổ biến cùng với tần suất sử dụng không tính là quá cao, kém xa ưu tiên tăng cường thổ độn và thủy độn, tăng cao tỷ lệ sống sót của bản thể cùng với đạo nhân giấy. Tất nhiên, làm khẳng định là muốn làm, kiên trì nguyên tắc ưu tiên đột pháp một vạn năm cũng không thể dao động. Mặt khác ở chỗ Đại Pháp Sư còn có một môn độn pháp không gian, Lý Trường Thọ cũng ghi tạc trong lòng. Sau đó, nếu như chính mình lại có công lao gì, được Đại Pháp Sư ban thưởng, chính mình có thể tiến hành tu hành môn công pháp đó, hệ số an toàn cũng có thể tăng tiến thêm một ít lần nữa. Cảnh giới kim tiên, như thế nào cũng phải có mục tiêu theo đuổi khác biệt. Độn pháp không gian chính là trực tiếp xuyên qua không gian và di chuyển đến một điểm cố định, điều mà những kim tiên phổ thông rất khó thực hiện. Hồng hoang sở dĩ thịnh hành phương pháp chiến đấu ném gạch là có liên quan đến thần thông cao cấp thưa thớt lại khó có thể luyện thành. Linh bảo các loại bình thường sau khi hơi luyện hóa trực tiếp ném ra liền có thể phát huy uy năng không tệ. 12 năm kỳ hạn vừa đến, Lý Trường Thọ quyết định xuất quan, không thể tiếp tục ở lại bên trong hỗn nguyên kim đấu lại tiếp tục ở trong hỗn nguyên kim đấu liên hệ với chính mình cùng với đạo nhân giấy sẽ vô cùng yếu ớt. Với lại ở lại nơi đây cũng có chút không quá yên tâm. Trước khi đi ra, Lý Trường Thọ đã điều chỉnh tốt kim quy bình khí quyết, ngụy trang tầng sâu cảnh giới kim tiên nhị phẩm, ngụy trang tầng trung cảnh giới thiên tiên sơ kỳ, ngụy trang tầng nông cảnh giới chân tiên trung kỳ, ngụy trang tầng ngoài cảnh giới nguyên tiên nhị giai. Thân phận đệ tử độ tiên môn, nguyên tiên bình thường, đối với Lý Trường Thọ mà nói lúc này vẫn có chút quan trọng như cũ. Dù sao, khi có thành tựu kim tiên hay không, cũng chỉ là vào lúc thánh nhân ép một ngón tay xuống, cảm xúc thánh nhân lão ra hơi có chút khác biệt mà thôi. Vào trước khi thành tựu kim tiên, thánh nhân lão ra ấn ngón tay xuống, đoán chừng là sẽ không có cảm giác gì. Hiện tại đoán chừng có thể thấy là có chút cứng vào trước khi mình có được thực lực tự bảo vệ sơ bộ đệ tử độ tiên môn ba chiếc áo lót thánh nhân nhân giáo tiểu pháp sư hài thân vẫn phải duy trì tách ra hai cái sau đều là yểm hộ của cái trước lại tự kiểm tra tình huống bản thân ba lần kiểm tra mảnh ngọc vỡ đồng tiền bí lục vu tộc chữa trị khắc họa ở trên đạo thể mà hắn đã đeo lên vào mấy năm trước một lần nữa công tác phòng hộ thôi diễn đồng dạng cũng không thể lơ là làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ hô lên với xung quanh. "Đa tạ tiền bối tương trợ, còn xin tiền bối phóng đệ tử ra ngoài, đệ tử đã không có vấn đề gì." "Ngươi ổn rồi." Lời nói ôn nhu của Vân Tiêu Tiên tử truyền đến, Lý Trường Thọ lập tức lên tinh thần, toàn thân trên dưới cảm thấy thư sướng. Trong chốc lát, ở nơi không thấy mặt trời này xuất hiện một chùm sáng, Lý Trường Thọ bèn nhảy ra phát hiện ra được một tia tiên lực nhu hòa bao trùm lên người chính mình, ném hắn ra khỏi nơi đây. Gió biển tanh nồng đập vào mặt, âm thanh sóng biển đập vào đá ngầm. Tiếng hót hải âu dương cánh đúng là êm tai như vậy. Nhìn biển cả xanh thầm, trời xanh mây trắng trước mắt, Lý Trường Thọ cảm thấy rất thân thiết. Hắn lập tức xoay người lại đối với Vân Tiêu Tiên Tử đang ngồi trên bộ đoàn bên cạnh vái trào thực sâu. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không khỏi hiện ra hình ảnh Vân Tiêu Tiên Tử làm bạn với hỗn nguyên kim đấu, ngồi trên bờ cát này xem mặt trời lên, nhắm mặt trăng lặn, trong đáy lòng cũng có mấy phần xúc động. Người ngộ đạo đã ổn chưa? Vân Tiêu ôn du hỏi. Lúc này mới hơn 10 năm, quả thực quá mức ngắn ngủi. Ta biết ngươi là người bận rộn, nhưng việc tu hành của bản thân mới là trọng yếu nhất. À, đã an ổn. Lý Trường Thọ cười, luôn để cho tiền bối trông nom nơi này, tóm lại có chút không ổn. Đại Pháp Sư đã trở về, không sai, ngày đó huyền đô sư huynh điền trở về bên trong đâu xuất cung, phó thác ngươi cho ta. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, cặp mắt mang theo vài phần nhìn nhẫm quan sát kỹ lưỡng Lý Trưởng Thọ cười. Đây hẳn là lần đầu đạo hữu và ta gặp nhau. Lý Trưởng Thọ, ngược lại, đã quên dịch chung. Ờ, à, chuyện này, đệ tử dùng hóa thân đi lại cũng có rất nhiều ẩn tình. Còn xin tiền bối chớ trách. Ừ, ta đã hạ quyết tâm nếu lúc ngươi đi ra vẫn là bộ dáng lão giả như vậy, liền trực tiếp ném ngươi ra ngoài đảo. Lý Trường Thọ lập tức cười khan. À, nói đùa mà thôi. Vân Tiêu đưa mắt nhìn về phía bên cạnh. Trước đây đạo hữu giúp huynh muội ta, lần này hộ pháp trả ân tình cho đạo hữu. Sau này chúng ta coi như thanh tóng toán xong nhân quả. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng ý tứ của Vân Tiêu Tiên Tử Tuy có chút phiền muộn Nhưng cũng biết đây là chuyện tốt Lý Trường Thọ vội nói Tiền bối nói quá lời Đệ tử còn muốn đa tạ tiền bối Đã hộ pháp cho đệ tử Vân Tiêu lại nói Không có gì Ngày đó trước khi Đại Pháp Sư đi đã từng căn dặn Bảo ba tỷ muội chúng ta Đừng có lan truyền sự tình liên quan đến ngươi ra bên ngoài Tránh gây ra phụ sự phiền phức cho ngươi Bây giờ ngươi bôn ba vì thiên đình Không ngừng giao phong cùng với phương Tây Cũng là có chút không dễ Việc này ta cũng đã đáp ứng, cũng đã dặn dò hai vị muội muội, ngươi không cần phải lo lắng. Đại pháp sư nhà mình quả nhiên đủ chi kỷ. Nếu như thế vẫn bối liền cáo từ. Lý Trường Thọ lại vái chào, cảm tạ Vân Tiêu tiên tử hộ pháp cho chính mình một lần nữa. Vân Tiêu thản nhiên nhận lễ này. Lập tức Lý Trường Thọ cưỡi mây quay người bay ra bên ngoài tiên đảo. Vốn còn muốn hỏi Vân Tiêu tiên tử có thể nhìn ra cảnh giới của mình hay không, nhưng không tìm thấy ngữ cảnh thích hợp, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đạo hữu, Vân Tiêu tiên tử đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Lý Trường Thọ lập tức xoay người lại, khẽ khom người thi lễ đệ tử, nói: "Xin tiền bối Vân phó, vào lúc ngươi rảnh rỗi cũng có thể đến Tam Tiên Đảo ngồi chơi." Vân Tiêu bình tĩnh, đại pháp sư khen không dứt miệng với tài trí của ngươi, ta cũng luận đạo đôi chút với đạo hữu, nói không chừng sẽ có dẫn dắt trong đáy lòng lý trường thọ lập tức có chút bối rối nhưng vẫn lập tức cười trả lời lần sau nhất định sẽ đến cáo biệt vân tiêu một lần nữa quay người đột về mặt biển nơi này cũng không phải là tam tiên đảo nhưng cách tam tiên đảo không quá xa lý trường thọ thi triển phong độn thân hình phiêu nhiên theo gió đảo mắt chính là bay ra mấy ngàn dặm đi về phía thế tục nam châu đi đường vòng chỉ là tránh đi chiến khu của hải tộc cùng với long tộc khai chiến tránh cho gặp phải phiền toái gì trong đáy lòng Lý Trường Thọ vẫn luôn có rất nhiều điều không hiểu. Lúc vừa cáo biệt, Vân Tiêu Tiên Tử đột nhiên gọi chính mình lại. Chuyện này rõ ràng không phù hợp với tính nết của Vân Tiêu Tiên Tử. Nàng không muốn dính đến nhân quả, cũng biết tác hại của nhân quả. Lần này hộ pháp cho chính mình, xem như trả lại ân tình trước đây, hai người đã kết thúc nhân quả như vậy ở trong mắt của Lý Trường Thọ hoàn toàn hợp lý. Nhưng Cuối cùng vì sao lại đột nhiên gọi chính mình lại, cho mình cái cớ có thể tùy thời ra vào Tam Tiên Đảo. Lời mời như vậy cũng không phải việc nhỏ. Tam Tiên Đảo không phải một vị kim tiên nho nhỏ liền có thể tùy tiện tiến vào. Hẳn là có tính toán gì. Lý Trần Thọ suy tư một hồi trong lòng, cũng thử đứng tại góc độ của Vân Tiêu để đưa ra phân tích, cân nhắc. Nhưng kết luận đi ra hoặc là không ăn khớp, hoặc là không hợp tình lý. Mà thôi, sau này lại xem. Cao nhân như vậy làm việc tự có đạo lý của nàng. Lý Trường Thọ bay ra ba vạn dặm, lập tức tìm một hòn đảo nhỏ lẩn trốn, kiểm tra bảo nang trên người. Một bộ phận bảo nang đã tổn hại trong thiên kiếp, nhưng cũng may đều là bảo nang dự bị. Trong nửa ngày thời gian, Lý Trường Thọ đã làm ba chuyện. Đầu tiên là dịch dung trang điểm cho mình, chân thân giấu vào cơ thể đạo nhân giấy, sau đó liền trở về độ tiên môn. Sau đó chính là dùng thần niệm giao lưu một phen tụng ngao ất, hỏi thăm biến hóa tứ hải lúc chính mình bế quan cũng thuận tiện nhắc tới đống thần vị mà thiên đình phong thưởng với ngao ất bảo ngao ất thông báo trước thời hạn cho long tộc để long tộc chuẩn bị chọn long ý chỉ mà bệ hạ cho cũng sắp ngưng tụ xong mà sau khi hắn trở về độ tiên môn liền dùng đạo nhân giấy đi bái kiến ngọc đế bệ hạ cũng đi đến thông minh điện nhìn chuyện thứ ba lý trường thọ chủ động liên hệ với sư muội Hắn lo lắng chính mình ra ngoài hơn 10 năm, Linh Nga nóng lòng cầu thành, đi độ kiếp thành tiên quá sớm. Nhưng Lý Trần Thọ không nghĩ tới chính là, chính mình mở ra đạo nhân giấy Linh Nga mang theo bên người, nghe được chính là, Phanh! <laughs> bản sư thúc lại thắng! Bên trong phòng bài bạc hoàng sa vừa mới tu sửa tại tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga tiểu cửu, Giang Lâm Nhi, Hùng Đinh Đị đang cười nói không ngừng, không làm việc đàng hoàng, không có chút không khí nào gọi là lo lắng. Lý Trường Thọ. Nếu như không phải tu vi cảnh giới Linh Nga đã là cảnh giới quy đạo cấp 7 không sai biệt lắm với dự đoán của Lý Trường Thọ, hắn sẽ thực sự nhảy ra ngoài và bắt đầu một trận giáo dục thuyết phục đặc biệt cho Linh Nga. Tiểu cửu sư thúc đã vững Vàng bước vào cảnh giới thiên tiên, trở thành thành viên cao cấp ở bên trong đoàn ăn hàng Tiểu Quỳnh Phong, tu vi cảnh giới gần với tiểu sư tổ Giang Đâm Ghi. Lý Trường Thọ thừa dịp các nàng đánh bài, truyền âm đối với Linh Nga. Ta đã trở về không có chuyện gì, không cần phải lo lắng. Linh Nga mở to đôi mắt đẹp vô thức đứng dậy, phấn khích đưa tay che đôi môi anh đào, xoay người lại tìm kiếm thân ảnh của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, còn trên đường đi, đừng làm bại lộ, hãy tiếp tục chơi đùa đi. Tiêu cửu buồn bực nói, Linh Nga, người sáu thế, thua hết Linh Thạch rồi sao, sư thúc cho người một ít là được rồi, đừng khóc. Không, không, không có gì. Linh Nga cấp tốc chấn định lại oán trách một tiếng, sư huynh lần này thật là vừa bế quan chính là nâu như vậy vừa rồi ta cũng đều nghe nhầm còn tưởng rằng hắn đang gọi ta tiểu cửu cười hăng hắc nháy mắt giả hiệu nhớ hắn đến thế sao khuôn mặt linh nga ửng hồng lại nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng thoải mái tiếp nhận làm cho tiểu cửu ngược lại là không cách nào tiếp tục trêu kẹo giang lâm nhi vừa nặn bài vừa an ủi bế quan sau khi thành tiên tất nhiên là sẽ hơi lâu một chút Đạo lữ của luyện khí sĩ tóm lại không thể giống như vợ chồng thế tục dính cùng một chỗ không biết ngày đêm. Hùng Ninh Đị bên cạnh nặng nề gật đầu. Hơn nữa vợ chồng thế tục mỗi khi đến buổi tối đều phải đánh bất tỉnh con của mình, không giống như đạo nữ trong núi. Tiểu cửu cùng Giang Lâm Nhi nghe vậy lập tức cười ra tiếng, ngược lại là Linh Nga nháy mắt mấy cái lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Ok, tập này dừng đây. Xin phép kính chào hẹn gặp quý bạn trong tập sau.